Kỳ Lân Luxury mới vừa ra đời, những siêu phẩm độc quyền và hầu như sản phẩm là về chưa kịp chụp hình ảnh, chưa kịp đưa lên website, chưa kịp đưa thông tin lên Zalo, Facebook, YouTube để các bác cập nhật thì đã bị mua mất tiêu rồi. Đây là một set túi Scoots đó, cầm tay. Đây là một con cá sấu nhập về nguyên con, và con cá sấu này nó mang tên là limited rồi, mỗi con là limited. Vì sao? Vì nó là mỗi cái đã limited từ con cá sấu rồi về mình thiết kế độc quyền. Ở ngoài là da cá sấu siêu xịn rồi, bên trong là da cá mập. Thường thường những cái ví thông thường thì trong là da bò hay là vải hoặc là xi gì đó, nhưng không, tất cả sản phẩm Kỳ Lân Luxury không chơi những cái đó. Đẹp đẳng cấp là phải đẳng cấp tất cả mọi chi tiết. Logo vàng 18K750, da xịn nhập limited từ cái con da cá sấu. Bên trong là da cá mập, không chơi những lót những cái vải xi. Một set như thế này các bác thấy không, nó bền, trong này nó bằng da cá mập nên thì làm sao mà hư được, và handmade hoàn toàn như thế này làm sao mà hư được, bền như thế này làm sao mà hư được, cầm chắc chắn như thế này. Các bác nào chơi đồ da chứ cần cầm lên là tự cảm nhận, em không cần giới thiệu. Một set như thế này các bác hãy liên hệ trực tiếp với Kỳ Lân Luxury, bởi vì đồ đẳng cấp, đồ xịn là chỉ cần nhìn cái da, nhìn từ xa là biết da gì, da nhập hay là da gì rồi, nhìn bên trong là biết đẳng cấp như thế nào rồi, bởi vì tất cả là da và da, ở ngoài da cá sấu hay limited, bên trong da cá mập.